Cách xác định pullback như thế nào là hợp lệ? Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì hôm trước bên mình có làm một cái buổi webinar về các phương pháp như là ICP hay là supply demand đó. Thì có nhiều anh em thắc mắc về cái cách xác định pullback như thế nào là hợp lệ. Thì thật ra pullback nó không có cách xác định nào mà gọi là chính xác 100%, nhưng quan trọng là cách xác định của anh em á, nó có đủ hợp lý và nó có đủ nhất quán để anh em theo nó hay không thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách mình sử dụng để xét pullback mà theo mình đó là nó rất là nhất quán và nó giúp cho chúng ta loại bỏ đi được cái yếu tố gọi là phân vân không biết cái này có phải là hồi hay không, hoặc là cái này có hồi hay chưa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video để tìm hiểu ha. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ chia ra thành 4 cái trường hợp mà nó phổ biến nhất. Thì đầu tiên là cái trường hợp này là nó dễ nhìn nhất đúng không? Thì thị trường nó sẽ đi như thế này, và một cây nến nó hồi lên và nó phải có cái ít nhất là râu thống trên được cái đỉnh của cây nến liền trước nó, thấy không? Rồi nó đi lên tiếp và cây nến tiếp theo phải là một cây nến đóng nến và có cái thân hoặc cái râu nằm dưới cái nến liền trước của nó, thì chúng ta sẽ có được một cái pullback như thế này. Đó, trường hợp thứ hai thì nó khó nhìn hơn, thì chúng ta chỉ có một cái nến thôi, nhưng nó vẫn đạt cái yêu cầu là cái nến liền sau phải đóng nến nằm trên cái giá cao nhất của cái nến liền trước nó. Đó, thấy không? Thì chúng ta cũng xác định đó là một pullback, là thị trường nó sẽ đi như thế này và đi xuống. Trường hợp thứ ba là trường hợp mà chúng ta rất hay dễ nhầm lẫn, là một cây nến model 3, một cái inside 3 như thế này, nó bao phủ hết tất cả những cây nến bên trong đó. Thì trường hợp này á, chúng ta sẽ không xét đó là một pullback mà giá nó sẽ đi thẳng xuống như thế này luôn. Thì đây là cái trường hợp mình vẽ ra nó dễ cho anh em nhận biết á, chứ trong thị trường nó sẽ như thế này đó. Sau nó sẽ có thêm một cái nến cam tăng lên, một nến cam tăng lên, rồi mình đổi màu cam ha. Đó, tiếp tục một cái nến cam nữa. Nhưng vấn đề là cái nến cam này vẫn chưa thoát được cái nến mẹ nha. Đó, rồi sau đó nó sẽ có một cây nến đen đi xuống, một cây nến đen tiếp tục đi xuống đó. Thì rất nhiều anh em là nhầm lẫn đây là một pullback, rất nhiều anh em cho đây là một pullback là giá sẽ đi như thế này, và cái này là sai anh em, cái này là sai. Và chúng ta thường hay mắc lỗi là cái trường hợp này, nhưng ở đây là tại sao? Tại vì trong cái đoạn giá tăng lên này nó chưa vượt được cái nến inside 3 này nè, cái nến model 3 này nè, cho nên cái giai đoạn thị trường này á, là một giai đoạn đi thẳng đó, nó không có pullback gì đây hết đó. Và trường hợp thứ tư là outside 3 đây. Outside 3 này mình vẫn tính nó là một pullback, tại vì sao? Tại vì nó vẫn đạt điều kiện là lấy được cái giá cao nhất của cái nến liền trước nó ở đây này, thấy không? Đây, và nó đi xuống thì thị trường nó sẽ đi như thế này. Việc xác định pullback này để làm gì anh em? Tại vì như anh em đã biết á, trong phương pháp SMC hoặc là supply demand á, thì rất quan trọng về cái vấn đề thanh khoản. Do đó mình sẽ nói một cái ví dụ đơn giản nhất của SMC ha, là khi giá nó chốt ở đây, thì nếu mà anh em muốn sell ở trên cái đỉnh này nè, thì nó phải có một cái inducement, đó là nó tạo một cái pullback ở đây để nó lấy thanh khoản, thì anh em mới sell được ở cái vùng OB ở trên này. Đó, mình nói đây là một cái đơn giản nhất, một cái thế đánh đơn giản nhất của SMC ha. Nhưng mà vấn đề là vẫn phải có thanh khoản. Thì thanh khoản là đó, thanh khoản là những cú pullback đó anh em. Nếu như anh em xác định sai ở đây, giả sử như ở cái chỗ này mà nó lại là một cái cú hồi theo kiểu inside 3 này, thì ở đây nó chưa build được thanh khoản. Giả sử nó hết tiền ngay chỗ này đi, và anh em cho là thanh khoản đi, thì
thì rất có thể anh em sẽ bị thua cái lệnh này, tại vì OB mà chưa build được thanh khoản thì nó OB rất yếu đó. Thì việc xác định pullback nó có yếu tố quan trọng như vậy đó, và nó cũng dùng để cho anh em vẽ đúng được cái cấu trúc thị trường nữa. Thì về cái bài mà xác định cấu trúc thị trường đó, thì mình sẽ nói sau ha. Quan trọng là anh em phải biết đọc đúng pullback đã. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào một cái ví dụ để cho anh em xem cái tầm quan trọng của việc đọc pullback. Ok anh em, thì đây chính là một cái trường hợp mà nếu chúng ta xác định sai về pullback thì chúng ta sẽ bị thua lỗ ha. Thì ở đây chúng ta có thể thấy nè, đây là vùng supply đúng không? Vùng supply này nó tạo ra một cái sự mất cân bằng rất là mạnh, do nó tạo tiếp tục một cái nến giảm và có luôn FVG ở đây. Thấy không? Có luôn FVG ở đây. Đó, FVG này. Rồi, OB này cũng là một cái OB hợp lệ luôn, tại vì nó cũng tạo ra được một cái boss. Đó, thấy không? Vậy thì điều kiện tiếp theo mà chúng ta cần để sell được cái từ đây xuống đó, là chúng ta phải có một cái thanh khoản. Thì rất nhiều anh em sẽ xác định nhầm chỗ này là một cái cú pullback đó, và anh em sẽ xem đây là thanh khoản. Nhưng mà không anh em ha, ở đây không phải là một cái pullback, tại vì anh em soi kỹ vào thì anh em có thể thấy là tất cả cái nến tăng lên một cam đó, nó đều nằm trong cái nến đen đó, anh em thấy không? Nhìn trong cái nến đen hết. Vậy thì ở đây nó không phải là một giai đoạn pullback, mà nó là một giai đoạn đi thẳng, là giá đi thẳng đây luôn đó. Và tiếp tục ở chỗ này nó cũng không phải là pullback, anh em nhìn nè, giá đó, những cái nến tăng một cam này nè, nó đều nằm trong cái nến đen này hết, cái đen bự này nè đó, và ở đây nó cũng là đi thẳng xuống đây luôn. Vậy thì trong cái giai đoạn mà giá nó rớt mạnh như thế này, nó chưa build được thanh khoản đó, và khi anh em sell ở đây thì cái OB này nó chưa được uy tín để chúng ta sell. Nếu như anh em muốn sell ngay tại cái OB này, ít nhất nó phải tạo ra một cái cú chốc là chờ confirm á anh em, chứ nếu như mà anh em sell ngay lập tức thì rất có thể anh em sẽ bị thua, tại vì cái OB này không mạnh. OB này mặc dù đủ điều kiện nhưng mà nó thiếu một cái điều kiện rất là quan trọng là chưa có thanh khoản. Và em có thấy không, nó đã bị xuyên qua. Cho nên khi mà anh em giao dịch với SMC á, thì cái việc mà anh em đọc được thanh khoản bằng cách là xét pullback á, thì rất là quan trọng. Do đó là mình hy vọng là qua cái clip này sẽ giúp cho anh em có được một cái cách đọc pullback nó hiệu quả, nhất quán, để chúng ta có thể loại bỏ được một cái vấn đề gây nhiễu khi chúng ta trade. Tại vì khi mà anh em trade mà anh em có quá nhiều cái phân vân trong cái cách vào lệnh á, nghĩa là anh em không biết là cái này là thanh khoản hay không, cái này có pullback hay chưa, thì nó lại thêm một cái yếu tố gây nhiễu nữa trong cái quá trình phân tích của anh em. Do đó anh em sẽ không đủ cái tự tin, cái tự tin để gọng lệnh và cái niềm tin vào cái setup này. Do đó anh em không dám gồng, hoặc là anh em chốt lời sớm đó, những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho cái kết quả giao dịch của anh em không có tốt. Ok anh em ha, thì cảm ơn anh em đã xem video này.